Suốt 6 ngày qua, bác sĩ giải phẫu thần kinh Mostafa Al-Yamani đã không rời khỏi bệnh viện nơi ông làm việc ở Syria. Bệnh viện nhỏ này đang là nơi chữa trị cho nhiều nạn nhân bị vết thương do mắc kẹt dưới đống đổ nát. Sau thảm họa, tất cả các bác sĩ đều được kêu gọi đến bệnh viện. Tôi bắt đầu từ sáng thứ hai, buổi sáng xảy ra trận động đất, cho đến hôm nay, 6 ngày qua tôi làm việc gần như suốt ngày đêm. Có những ca phẫu thuật phải thực hiện gấp và tôi làm việc liên tục, lúc thì ở phòng mổ và khi thì khám cho bệnh nhân từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 2 giờ sáng. Mặc dù cơ sở hạ tầng nghèo nàn và không hề được chuẩn bị để đối phó với thảm họa, các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để điều trị vết thương cho bệnh nhân. Phần lớn bệnh nhân đã được điều trị kịp thời, nhưng một số người thì không và chúng tôi không thể làm gì được. Các nguồn nhân lực mà chúng tôi có vô cùng hạn chế với quy mô của thảm họa này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong tuần này đã lên tới khoảng 26 triệu người, trong đó có 15 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 11 triệu người ở Syria, đồng thời cảnh báo hàng chục bệnh viện đã bị hư hại.